Những cái lưu ý sau đây khi anh em mua cầu lông thanh lý nhá. Thứ nhất đó chính là dầu thủy lực, cái thứ hai là ti ven cầu, cái thứ ba chính là mặt cầu lông. Đầu tiên về dầu thủy lực, anh em cần kiểm tra kỹ xem là dầu còn sử dụng được hay không, dầu có bị nước vào hay không. Nếu nước vào dầu, dầu sẽ chuyển sang màu trắng sữa, lúc đó anh em sẽ cần phải thay thế dầu mới. Chi phí cho một lần thay dầu mới tùy từng loại dầu, anh em sẽ mất cái chi phí từ 6 đến tầm khoảng 10 triệu. Tiền chi phí này nó rất là lớn, anh em cần lưu ý này. Cái thứ hai đó chính là ti ben cầu, anh em nên kiểm tra kỹ cái lớp mạ chrome xem có bị ảnh hưởng do quá trình sử dụng chuẩn hay không. Cái phần ti ben cầu là anh em rất để ý, nếu bị hỏng ti ben hỏng phớt, cái phần chi phí thay thế nó rất là lớn, anh em cần lưu ý nhá. Tiếp theo đó chính là mặt cầu lưng, anh em cần kiểm tra kỹ xem là cái thiết kế cầu lưng có đảm bảo chất lượng hay không, có bị cong vênh hay không. Đấy, cầu lưng có bị vẫy, có bị yếu hay không. Trong quá trình sử dụng mặt cầu lưng có bị han rỉ, bong chóc mối hàn hay không. Những cái mối hàn hồ quang rất dễ bị bong chóc khi anh em gặp nước hoặc gặp nắng. Nếu mặt cầu không đảm bảo, lưng hạ rất rủi ro khi anh em sử dụng sau này nhé. Cầu lưng một trụ nếu sử dụng đúng cách hoặc là lựa chọn đúng nhà cung cấp thì anh em sử dụng nó sẽ rất đảm bảo và tuổi thọ nó sẽ rất là kéo dài, nó có thể từ 5 đến tầm 15. Thì khi anh em mua cầu lưng thanh lý cũng cần kiểm tra kỹ để hạn chế những thiệt hại sau này anh em nhé. Cảm ơn em đã tin tưởng giao một cái trung tâm cho bên anh để bên anh hỗ trợ lắp đặt và tư vấn cho em về cái nhà xưởng. Thì đầu tiên cho anh thay mặt công ty cảm ơn em trước đã. Thì hôm nay bên anh có xuống để lắp đặt lại cho em cái cầu lông. Thì em đã mua lại thanh lý cái bộ cầu lông và bộ thiết bị ở xe đây. Cách phục vụ của bên anh em có hài lòng hay không? Và cho một cái nhận xét xem là em đang cảm nghĩ như thế nào. Nhất là liên hệ với anh thì mọi người đều hỗ trợ em lên setup lắp lại giúp em bộ cầu lông này, em rất hài lòng. Ok. Khi em được anh tư vấn thì em triển khai nó có dễ dàng không? Có ạ. Hầu như là khi mà anh mà hỗ trợ em nhiệt tình thì có nghĩa là cần một tiệm ở bước nào là em đã hỏi luôn rồi. Ok, ok. Cái lượng công việc của em thì em không ở đây, không trực tiếp có mặt ở đây nhiều. Ok. Nên là nhiều khi anh em mình cứ phải toàn làm việc với nhau qua điện thoại ấy. Đúng rồi. Em thì là bên vận tải nhỉ? Dạ, vâng. Em bên vận tải không biết về cái này. Nói chung là mở ra một cái mới như này mà không có bên nào hỗ trợ thì cũng rất là khó. Anh tham mặt công ty cảm ơn em nhé. Ok. 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 Ok.